Nguyễn Thanh Bình. Nguyễn Thanh Bình má sân khấu ạ. Diễn viên hài Chí Vũ. Chí Vũ. À, xin mời nhân dân Kim Hiếu có lên chào ạ. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Hoàng Hải. Hoài Hải. Nghệ sĩ Dương Thái. Dương Thái. Nghệ sĩ Dạ Thảo. Xin mời anh Đức Phương. Đức Phương. Đức Phượng. Lê Nga. Xin mời chị Lê Nga phụ trang đồng. Nghệ sĩ Xuân An. Rồi em xin mời chị Chi lên trao những phần quà cho các cô chú anh chị. Tiếp theo xin mời nghệ sĩ Trúc Bạch. Nghệ sĩ Trúc Bạch có mà. Nguyễn Thị Nga. Nguyễn Thị Nga phục trang đồ Sài Gòn 1 có mà. Chị hết rồi chị. Nghệ sĩ Cảnh Tượng. Cảnh Tượng ở chùa. Chùa. Xin mời Đức Phượng ạ. Đức Phượng ai lên tháo lên đây ạ. Lấy cái cây kia vậy cây đen vậy sao lưng mẹ cây đứng ngoài đường này. Thái rồi Cái này bên phải bên rồi. Rồi. Cho cô đi. À, nhạc sĩ Đức Tiến. Chúng mời Hồ Đức Thành. Xin mời danh mẫu. Dạ, chính bản quyền hết áo bộ quay. Chưa có tiền, vô tiền, có 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 tiền,
À, xin mời phu nhân của nhà báo Trần Phú lên cao. Lấy đâu? Rồi, xin cảm ơn. Rồi, chương trình trao quà xuân cũng đã trao cho đến tất cả các cô chú anh chị em nghệ sĩ. Rồi xin mời nhà báo Thổ Gia Trường sẽ lên phát biểu. Hai con cũng không có mẹ luôn rồi sao? Ừ, khó có nhớ mà, đây là khó rồi. Nạp tiền vô, ta đăng ký lại gói. Anh ơi, anh quên vậy đó. Thế là cái bữa phát là 45 năm, em nghệ sĩ, công tác sân khấu khó khăn. Tạm xong phần 1. Đâu đấy rồi? 150 nghệ sĩ chính thức. Và sau này thì sẽ phát tiếp đánh bài của phần cho phát sinh. Thay mặt ban tổ chức tôi xin cảm ơn tất cả anh chị em nghệ sĩ. Nghệ thủy nè, cũng như là anh Tuấn Phú Quý Bộ Hạnh, cũng như nghệ sĩ khác, còn các nhà mà cũng không thể công tác. Thơ nào chín nữa, cùng lên, còn nhiều nghệ sĩ hơn tôi. Không thể quên, bây giờ cũng đã thích, thay mặt ban tổ chức tôi cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây. Tôi thay mặt cho những người nghệ sĩ mà có tuổi thì chúng tôi sẽ nói thế này nè, là năm nào anh Khổ Gia Trường này, nhà báo, ký giả kịch trường của báo sân khấu, thì mặc dù tờ báo giấy hôm nay không hoạt động nhưng anh ấy vẫn hoạt động trên YouTube. Khổ Gia Trường là một người gắn kết với chúng tôi nhiều năm trong công tác thiện nguyện, đã từng có nhiều năm làm những công việc này đối với những cô bác, anh chị, cô chú và những người bạn đồng nghiệp lão thành đã qua một thời vàng son. Hôm nay là những ngày cuối năm, một ngày rất là linh thiêng mà chúng tôi làm được điều này, chúng phải mang ơn trước nhất là anh Khổ Gia Trường. Xin quý vị một tràng vỗ tay và chúc anh sức khỏe. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đến đây, những nghệ sĩ lớn, những nghệ sĩ không lớn và nhỏ nhỏ, nhưng ở đây chúng ta nói về tấm lòng và trái tim. Thật ra mỗi người đóng góp một ít mới có được như thế này. Bản thân tôi cũng thế, năm nào tôi cũng làm được việc này. Nếu có là giảng dạy của tôi Lê Thủy, nghệ sĩ nhân dân. Rất cảm ơn mọi người. Tôi xin thay mặt anh Khổ Gia Trường, người thực hiện chương trình này, và những anh em nghệ sĩ có tấm lòng vàng mang những món quà nhỏ bọn đến để chúng ta có cái hương vị của ngày Tết. Kính chúc bà con năm mới bình an, hạnh phúc, sức khỏe và an lành. Xin cảm ơn mọi người. Vâng, xin cảm ơn. Là tới phần hát, tức là hát 150 phần chính thức rồi, bây giờ là cái phần phát sinh. Yeah.
Một lần nữa xin thay mặt nhà báo Khổ Gia Trường xin cảm ơn tất cả những các anh em nghệ sĩ Mạnh Thường Quân đã gieo duyên để mình có được cái buổi trao quà xuân cho tất cả các anh em nghệ sĩ âm thanh hậu đài bên ngành sân khấu, và chương trình trao quà cũng đã xin cũng đã